dạ con bạch cô ạ à, con xin uh, có một câu hỏi muốn được nhờ cô uh, sách tấn lại cho nhóm của chúng con là hiện tại bây giờ thì có một bạn là phó nhóm của con nhưng mà bạn ấy đang trong một uh, mối quan hệ tình cảm nhưng mà cái phía bên bạn nam kia lại không đồng ý cho bạn ấy đi chùa uh, thì uh, tức là cái khoảng thời gian trước khi mà bạn nhận chức phó nhóm ấy ạ thì uh, là khoảng thời gian mà bạn hai bạn đã chia tay nhau còn thời gian này thì hai bạn quay lại và hôm nay thì bạn cũng đã có về chùa. Nhưng mà sau khi buổi trưa ăn cơm xong thì bạn Nam kia có gọi điện thoại cho bạn ấy. Và bạn ấy đã sách cặp đi về mà không nói gì với con ạ. Thế con cũng cũng không biết là phải giải quyết cái vấn đề đấy làm sao vì đấy là một thành viên trong ban cán sự của nhóm ạ. Thì con mong là cô sẽ cho con lời khuyên để con có về về con sách tấn lại với bạn ạ. Vâng, cô cảm ơn. tức là chúng ta đã chấp nhận một sự thống trị vô điều kiện thống trị cái gì phải không các bạn không cần nghĩa lý phải trái gì không cần một ý kiến phản ứng nào từ phía mình cô thỉnh các bạn các bạn phải giác ngộ điều này này dù là nam hay là nữ chúng ta chỉ xây dựng hạnh phúc trên nền tảng lý trí các bạn rõ chỗ này chưa ạ? Chúng ta lên xây dựng hạnh phúc trên cái nền tảng lý trí thì nó sẽ được lâu bền. Chúng ta có thể yêu thương gia đình mình khi gia đình đó thật sự là của mình và phục vụ hạnh phúc cho chính mình. Các bạn thấy đúng không? Tức là chúng ta yêu thương gia đình mình thì cái gia đình đó nó phải là của mình. Nó phải phục vụ cho hạnh phúc của mình chứ chúng ta không phải là một con người sinh ra để làm theo ý của người khác một cách vô điều kiện như vậy các bạn có thấy đúng không không lên như thế tất cả những người phụ nữ và người đàn ông rơi vào đau khổ là do sống không có lý trí các bạn ạ vì không có lý trí cho nên là dễ bị điều khiển bởi vì những cái không có đạo lý đúng không các bạn chúng ta trong cuộc sống này tại sao chúng ta lại bị điều khiển bởi những điều không có đạo lý các bạn có thấy đúng không không có đạo lý và những điều không có đạo lý đó nếu chúng ta chấp nhận nó thì chúng ta sẽ đi từ điều không có đạo lý này đến điều không có đạo lý kia và cô đã chứng kiến quá quá nhiều những người phải đi trả lỡ cho chồng về chơi bời cờ bạc gái gầm vẫn vui mình sống trong cái cuộc sống như thế, tức là mình không nhận diện được nghiệp và không thoát ra khỏi cái nghiệp đó. Đó là một sự đau khổ phiền não do mình vô minh. Các bạn có thấy đúng không? Cô nói cho các bạn này này. Đây là cô nói cho các bạn để các bạn tự nhận biết. Chúng ta có người yêu. Thằng xếp hàng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư mình loại thằng thứ nhất ra thằng thứ hai sẽ trồi lên. Các bạn rõ chưa? Các bạn rõ chỗ này chưa ạ? Cho nên làm sao mà lại nghĩ rằng chỉ trên một cuộc đời của mình chỉ có người ta là người duy nhất yêu mình. Lần trước cô có nói với chồng cô ấy, em nói thật với anh em yêu anh là chân thành nhưng nếu như anh không chân thành em lắc đầu anh thì người khác sẽ xuất hiện điều đó là sự thật các bạn ạ nghiệp các bạn như thế này đã xuất hiện một ông như thế bạn cứ tích phước lên một ông khác tốt hơn sự xếp hàng đằng sau làm gì có ai lại không có người đâu hả các bạn chỉ có điều là chúng ta không yêu thôi các bạn rõ chỗ này chưa? Cho nên đừng lụy tình, sống đừng lụy tình Nhưng chúng ta phải lụy chính tâm chúng ta Chúng ta phải sống có đạo lý Các bạn rõ chưa? Thì những người có đạo lý sẽ đến với chúng ta Một người nhu nhược bao giờ cũng gặp rất nhiều đau khổ Và cô không thích sống cùng với những người nhu nhược Phải không? Đừng nên sống với những người nhu nhược Phải có lý trí đàng hoàng, rõ ràng Bây giờ lại bảo là anh yêu, thực sự người ta yêu mình, người ta phải phục vụ cho những gì tốt đẹp của mình và mình phải phục vụ cho những gì tốt đẹp của người ta chứ. Thế thì bạn kia bạn lấy, và không phải bạn đi đi lấy người yêu mà bạn đi lấy lô lệ. Các bạn nhớ là hãy lấy người yêu mình chứ đừng biến mình trở thành lô lệ của người khác. Các bạn rõ chưa? Và khi yêu người khác rồi, các bạn phải yêu người ta bằng đạo lý đàng hoàng. Các bạn có thấy đúng không? Đời con gái của bạn chọn sai Là sai lầm cả cuộc đời Phải không? Mới yêu mà bị bắt lạt này rồi Thì về thì làm sao? Cô đã nói rồi Thấp nhất trong cuộc đời này là lúc yêu Con gái phải được làm chủ Về nhà rồi mới chờ lại cái thời gian nó Bắt lạt mình nó mới công bằng Chứ bây giờ mà yêu đã bị nó bắt lạt thế rồi Thì ít nữa về thì bắt lạt tới đâu được Phải không? Cho nên không phải quan trọng cái vấn đề đó nhé. Bảo bạn là cô gửi lời nào. Bạn lấy người yêu hay là bạn lấy ông chủ lô lệ? <laughs> nhớ chưa? Hãy chọn cho mình. Con gái mà không chọn ngay từ đầu ấy thì rất khổ. Cô kể chuyện hồi xưa cô yêu cô giao hẹn đàng hoàng. Cô nói là việc thứ nhất tiền em phải là người giữ. Và em không bao giờ làm những việc gì. Tức là em rất giữ nhưng rất minh bạch về tiền bạc nếu anh giữ tiền là em sẽ không yêu anh nữa rõ ràng là em phải giữ tiền thứ hai là việc bố mẹ anh và anh em anh thì em khẳng định là em không bao giờ xúc phạm và anh cũng không bao giờ được xúc phạm tới bố mẹ anh em nhà em nếu hai đứa chúng ta có vấn đề gì thì cứ thẳng nhau mà chiến đấu cấm được xâm phạm đến gia đình hai bên yêu phải thỏa thuận được thì mới yêu chứ con gái yêu chả có điều kiện gì à Yêu phải có điều kiện chứ Phải không? Không có điều kiện thì yêu cái gì <laughs> Các bạn có công nhận là các bạn đi tìm người yêu Để người đấy phải yêu các bạn không? Đúng không? Yêu các bạn thì là yêu cái gì? Yêu tâm tính của mình Mình phải bộc lộ tâm tính cho người ta biết Tôi có quan điểm như thế có yêu được không? Chứ còn không yêu được thì thôi Quan điểm nó là như thế Về nhau chẳng nhau Cãi nhau bỏ nhau là do quan điểm Quan điểm sống Đúng không các bạn? Nếu chúng ta không trình bày quan điểm sống của chúng ta cho nhau hiểu thì sau này chúng ta sẽ không hiểu nhau và chúng ta sẽ đi đến tàn giã. Cho nên mình phải trình bày quan điểm sống của mình một cách rõ ràng cho người ta hiểu. Không phải là chúng ta yêu nhau đâu mà chẳng qua chúng ta yêu cái quan điểm sống của nhau còn chúng ta thân xác chúng ta nó sẽ có thể biến đổi nhưng quan điểm sống rõ ràng thì không được để cho nó thay đổi. Các bạn rõ chỗ này chứ Còn yêu nhau cứ nhìn thấy nhau thích thì yêu Chả hiểu nhau có định hướng gì Chẳng có quan điểm gì Thì về mấy mà nó bất đồng quan điểm Người ta bỏ nhau là do bất đồng quan điểm các bạn ạ Đúng không? Người ta trung thủy với nhau là do đồng tâm gì Hợp ý Mà tâm và ý thì chính là quan điểm Chứ cái gì đó Phải không? Tâm và ý chính là quan điểm Cho nên các bạn hãy sáng suốt Không phải giấu gì cả mình có nhược điểm gì nói thẳng Hồi xưa cô yêu Cộng nói thẳng Em không biết nấu cơm Không biết đi chợ có lấy không Lấy về thì sẽ dạy rồi sẽ học dần Vấn đề gì cả Mình không biết thì mình bảo mình không biết Không biết thì mình học dần Mà muốn dạy mình thì phải dạy Còn không dạy thì tự lấu lấy mà Cái đấy là quan điểm rõ ràng Đúng không Chứ em chẳng ngại gì trình bày cái đấy cả Chỉ có cái là mình không phải là người lười biếng Mình là người sống có đạo đức Có đạo lý là được các bạn thấy đúng không? cô cũng rất là rõ ràng quan điểm em lấy anh em có bạn riêng của em anh có bạn riêng của anh đừng lúc nào cũng bắt tất cả cùng chung bạn với nhau và mỗi người phải tự sống tốt còn nếu phát hiện ra nhau sống không tốt thì bỏ nhau quan điểm rất là rõ ràng thế cho nên trong cuộc sống nó không xảy ra những chuyện cãi nhau về tiền bạc không xảy ra những cái chuyện đấy cô chưa xảy ra cái chuyện cãi nhau về tiền bạc thứ hai là quan điểm ứng xử giữa hai bên cha mẹ là không có chuyện cãi nhau vì ứng xử nó trở thành một cái nền tảng đạo đức chúng ta phải đưa ra một cái cơ bản cho cuộc sống gia đình của chúng ta lấy nhau mà lại không đặt ra một cái cái nền tảng của gia đình thì sao có thể bền vững với nhau được các bạn có thấy đúng không trên trong tình yêu các bạn phải đưa ra một cái lề nếp sống của chính mình quan điểm sống của chính mình thì chúng ta người ta sẽ định hướng về mình như thế nào các bạn thấy đúng không những người yêu nhau mà hay bỏ nhau là do chính người con gái và người con trai đấy không định hướng cho mình một cái lề nếp tư tưởng sống cho nên không hiểu nhau lâu dài chứ cô có một cái quan điểm đấy cô đi tìm hiểu ai đi chăng nữa cũng không thể bằng quan điểm cô được thế thôi trung thủy chẳng qua là trung thủy với quan điểm cái cách sống thôi các bạn có thấy đúng không đi tìm ai đi chăng nữa cũng không có cái quan điểm sống rất rõ ràng như cô trung thủy yêu thương và sống phải xây dựng gia đình một cách tốt đẹp các bạn thấy đúng không phục dưỡng cha mẹ cô nghiêm cấm luôn cấm chỉ hai bên xin tiền của cha mẹ có ít ăn ít có nhiều thì ăn nhiều chỉ cho mà không xin cô có quan điểm rất rõ ràng khi lấy vợ lấy chồng là chỉ cho cha mẹ chứ không nhất thiết không xin của cha mẹ mình có quan điểm rõ ràng như thế thì người ta sẽ hiểu rõ. Đến lúc mà là gặp phải một cái bà nào đấy, bà ấy toàn xin tiền mình vài ngày rỗng túi biết ngay không bằng vợ mình à. Phải không? Cho ai ta một cái quan điểm để cho ai ta đi cân đo khắp nơi. Các bạn thấy có dễ sống không? Chân thật, chân thành, dễ sống nhưng hoàn toàn có đạo lý. Phải không? Thế các bạn chỉ ui dồi em ấy cái mắt đẹp thế thì yêu, thế thì chết rồi mặt mai chi nó phải cơn phải gió cái mắt to mắt bé nó bỏ mình ngay phải <laughs> không có thay đổi cái bền vững đó là cái tâm tư tình cảm nó mới bền vững còn hình sắc bên ngoài nó thay đổi thế nếu như mình nói được như thế thì người ta không thể nói mình là một người phụ nữ không thông minh người ta không thể đánh giá mình là một người phụ nữ không thông minh người ta không thể đánh giá mình là một người phụ nữ sống không, không, không có không có trách nhiệm không thể nói mình là một người phụ nữ sống buông tuồng không có cái định hướng cho gia đình tại vì người vợ rất là quan trọng có cái định hướng phát triển kinh tế trong gia đình rất là lớn giữ gìn tài sản vun vén tài sản thì người phụ nữ phải có định hướng và sau khi biết đến phật pháp cô biết rằng tất cả những định hướng của cô nó là phước báo vun bồi cho một cuộc sống tốt đẹp nó là phước báo định hướng. Định hướng để vun đồi phước báo các bạn ạ. Sống với cha mẹ không xin của cha mẹ chỉ là cho đấy là một cái phước báo sinh ra ngay từ ý tưởng của mình. Các bạn thấy không? Không bao giờ nó có thể tổn hại được. Cho nên cô lấy chồng là kinh tế đi lên nó rất là tốt đẹp. Các bạn thấy không? Nó rất là tốt đẹp. Và nó giữ gìn được cái hạnh phúc lâu dài cho mình. Người phụ nữ là người ích tử vượng phu Muốn ích tử vượng phu Thì cái người phụ nữ phải thông minh và thánh thiện Các bạn rõ chỗ này chưa? Cái người ích tử vượng phu phải thông minh và thánh thiện Thì cái người đấy sẽ giữ vững được Cái phúc báo và cái nền tảng cho gia đình Chứ người phụ nữ mà bảo thủ mà lại ngồi lê ngồi la đầu đường xó chợ, đầu xóm cuối xóm nói chuyện tào lao. Các cháu thấy nó có ra gì như thế mà gia đình nó không ra gì. Nó tạo cho con mình một cái tính cũng như vậy. Ừ, trong gia đình không phải là con cái học người đàn ông đâu mà con cái học người mẹ nhiều. Cô nói cho các cháu nghe nhân duyên của người mẹ đối với con. Nó ở trong bụng của mình nó đã ăn theo thức ăn của mình rồi mình đã ăn thức ăn của nó các cháu có thấy cộng nghiệp với nhau nhiều không nhiều chứ nó rất là cho nên người ta mới thường nói là con trai là theo nghiệp của mẹ là nhiều tại sao lại như thế tại vì mẹ và con mới chiêu cảm với nhau nghiệp nhiều hơn là với bố chiêu cảm nghiệp nhiều hơn tuy rằng là con trai nó có lẽ hao hao giống bố cũng nhiều nhưng con trai giống mẹ số đông đi chứ phải không? cho nên mẹ với con thì nó hay hợp nhau nhiều hơn là với bố. còn tất nhiên cũng có những người nghiệp lực thì với bố nhiều hơn. nhưng là do chẳng qua là người mẹ thay đổi tâm tính thôi. người mẹ không có một cái chiều hướng sống cố định thôi thì nó mới thế. cô nói cho các em nghe chính cô cô là người có cái quan điểm như thế, cho nên con cô là cũng có quan điểm rõ ràng như vậy. cô có hai anh con trai Hồi đấy cô có mỗi một cái nhà hai tầng rưỡi thôi Thế nhưng mà là học đến năm cấp 3 Cô đã thấy anh con trai lớn của cô Cô nói thế này Cái nhà này ít nữa là để cho thằng Duy nó ở Con ít nữa lớn lên thì con không có Con đi thuê bên ngoài con ở Con nhà này cho em Cô đã thấy ngay rằng cái đấy nó đã giống tư tưởng của cô rồi Anh em đã không tranh giành Trên người phụ nữ là vô cùng quan trọng Đối với một gia đình nếu người phụ nữ mà kẹt xỉ Mà lèo bèo mà đủ thứ Thì gia đình rất là khốn khổ Người phụ nữ mà không có hiếu Thì đúng là có một gia đình không ra gì Các bạn có thấy đúng không? Không ra gì Thế cho nên là người đạo, người phụ nữ đã chấp nhận làm lô lệ ngay từ đầu rồi Thì làm sao mà một gia đình nó có thể tốt đẹp được Đấy người phụ nữ là người ta tuân thủ chồng Nhưng tuân thủ theo đạo lý Như thời xưa các cụ là tuân thủ theo đạo lý Đúng không? Tuân thủ theo đạo lý Trên ở đây cũng gửi lời với bạn là. Tình yêu của bạn thì tự bạn lựa chọn, không ai can thiệp, nhưng nếu có một lời khuyên thì bạn nên chọn những cái người mà sẽ mang lại hạnh phúc cho mình, tức là phải nói chuyện với nhau, phải hiểu nhau những cái gì là thiện thì phải ủng hộ cho nhau. Chứ còn nếu như mà phải nghe một cách vô điều kiện thì sau này cuộc đời còn nhiều những cái vô lý cũng phải nghe đấy. Nhiều người chồng bắt vợ phải cắm nhà, cắm cửa vay nợ vay lần cho cũng cứ nghe răm rắp cô rất là bực mình khi mà có những người gọi điện đến cho cô cô phải mắng luôn côi cô cháu là bây giờ là chồng cháu lợ đến lần thứ mấy rồi cháu đã vay hết cắm cả nhà cả cửa cho mẹ của mẹ cháu của anh cháu bây giờ là cháu làm sao cô nói luôn cháu là người vô tác dụng để cháu mệt người nhà của bố mẹ mình mang đi cắm cho cái thằng là cái thằng không quen không biết gì đúng không Vô tác dụng đẻ như thế thì mệt người giá như thời xưa Các cụ tao đẻ ra quả trứng tao luộc ăn cho bố Ai lại đi làm ăn tếu sao Ai đi nghe như thế Đi lấy chồng thì không cho bố cho mẹ thôi Mang cả nhà của bố mẹ đi cắm cho chồng mình Như trả lợ thì cô cũng chịu rồi à? Đấy là sống lúc yêu nó không có cái định hướng gì cả Khổ thế yêu nó không có một cái gì Gọi là nhắm mắt mà yêu Cứ thấy người ta nói yêu là cứ như là trên đời này Không có nó là mình chết mất rồi Cho nên là cứ coi như là tình yêu mình chưa biết là gì duy nhất Cho nên phải yêu không thì không được yêu ấy. Sao vậy thế Cứ như là món ăn duy nhất ấy. Không có thì thôi chứ làm sao phải ăn thuốc độc phải không không có thì thà, thà chết đói còn hơn là ăn cái bát ăn thuốc độc mới về mà độc lại đọc lại giết cả nhà mình chứ mình mình đâu đúng không Đấy, cho nên ở đây cô cũng có cái quan điểm rất rõ ràng các bạn gái ngồi đây. Ế chồng còn hơn lấy thằng chồng phải lo khinh cả móng nhà nhà mình đi. Đúng không? <cười> <cười> sống phải có sống phải có đạo lý nhé chưa? Không có đạo lý chưa gặp thì thôi không lấy nữa cho xong, còn hơn là khổ, phải không? Rất là khổ. Bảo em là rất có đạo lý. Rõ ràng em sống phải có đạo lý. Còn nếu như anh thay đổi thì em cũng thay đổi được Cô vẫn khuyên những người Cô ơi cháu có lên bỏ chồng không? Thế cô hỏi là thế Thế cháu có phải thở qua đường mũi của nó không? <laughs> Mỗi đứa một mũi thì tức là thở được Thế có ăn chung cái mồm nó nhai Cháu cháu ăn hay cháu tự ăn? Bảo cháu tự ăn được Đấy nhiều lúc mà bực quá cơn làm sao mà nó lại lệ thuộc Ăn được cái gì? Có sức khỏe không? Đi làm được cái gì? Làm được thì đừng để nó đánh mình cô khuyên người ta thành công ở trên nào cai gọi điện cho cô khóc rướt mướt xong chồng đi với gái chồng đi với gái rồi xong lại về lại còn bắt vợ là phải cho gái về ở cùng cô bảo thế cháu có bị làm sao không cháu đi khám bệnh chưa <laughs> thần kinh bình thường ấy gì mà lại còn mấy lần như thế rồi không? mấy lần mà bắt vô điều kiện như thế cũng phải đồng ý cho nó về nó mang gái về nhà mình ngủ ở nhà mình cô bảo ngay trong ngày hôm nay cháu đi thuê cho cô một cái chỗ khác thuê một cái chỗ khác nhà xong lại, lại còn làm được tiền giả lợ cho chồng nữa chứ khổ thế thuê cho cô một cái chỗ khác không được nói cho nó biết thuê ngay một chỗ khác ở mình sống một ngày mình sẽ có hạnh phúc một ngày dọn tất cả nhà cửa âm thầm đi không cần cho nó biết mình đi đâu không nhất thiết phải bố thí cho nó một cái biết cứ để cho nó sống cái không biết đấy nó còn đau khổ hơn gấp 10 lần cứ lặng yên đấy để cho nó đi tìm nó đến đâu tìm nếu mà nó đến nó tìm thì cứ bảo là tôi với anh đã quen biết nhau bao giờ đâu mà tìm ra tòa có mặt nhau ở đấy thế đấy thế rồi mà mà đưa tức là chúng ta chẳng qua chỉ là giải phóng kiếp sống lô lệ trong ngay chính cuộc đời này thôi các bạn có thấy đúng không? Tức là do cái cơn say cho nên là cứ nghĩ là phải níu kéo. Nhưng cái gì càng níu kéo thì nó lại càng khốn khổ. Không níu kéo thì nó lại được tốt đẹp. Phải không? Mà trong khi đó mới ba mấy tuổi cô bảo cái tiền cháu trả lợi cho chồng cháu ấy cháu mang về cháu cho cha cho mẹ cháu xây dựng cuộc đời tốt đẹp cháu đẹp đẽ lại xuất hiện một thằng khác lo gì hết đâu mà phải no nuôi con có phải tốt hơn không Tức là ở đây cô chia sẻ hết tất cả như thế để cho các bạn đưa ra hết các cái tình huống cho người mà muốn tìm hiểu mình ngay từ đầu đi. Các bạn rõ chưa Thứ nhất, em sống như thế, lấy nhau về, nếu anh thay đổi, em với anh sẽ ra tòa. Cô nói với yêu cô hồi xưa, cô nói là nếu như anh xúc phạm vào mẹ em và gia đình em, em không chấp nhận bất cứ một lời xin lỗi nào, dù một lần xin lỗi cũng không được. Chúng ta nói chuyện đó là tòa tức là mình phải có cái khẳng khái của mình. Các bạn rõ chỗ này chưa? Tại sao đàn ông nó có thể sống được một mình mà đàn bà mình không sống được một mình? Cũng hai chân hai tay có gì đâu. Các bạn ở đây các bạn phải tốt đẹp tử tế lên chứ còn nếu như các bạn nữ nào mà đã quen cô thì các bạn không bao giờ bắt lạt được. Các bạn rõ chỗ này chưa? Chúng ta tự cho chúng ta bị cái ý thức nô lệ các bạn rõ trên này chứ Và chúng ta chính bị cái ý thức nô lệ đấy Nó làm khổ chính chúng ta Cho nên chúng ta phải mạnh mẽ Sống chân thành, chân thật Nhưng chúng ta phải biết rằng Chúng ta có thể sống độc lập Các bạn thấy đúng không? Sống độc lập được Và thiếu gì Chúng ta chân thành thì không thiếu gì Những người chân thành đến với chúng ta Các bạn có thấy đúng không? Đôi khi cứ nghĩ là mất rồi có đương nhiên là đang yêu nhau mà xa nhau nó phải buồn phải khổ nó phải buồn khổ nhưng chúng ta biết cái đấy nó sẽ qua đi mà. Phải không? nhé? Yeah. Thế trên cô trả lời câu hỏi của bạn như thế. Bảo là nếu như bạn đã là lô lệ ngay trong lúc bạn yêu thì về trong cuộc sống gia đình thì nó còn chưa có thể nói trước được điều gì, nó chờ đợi mình yeah. nhá. Trên chúng ta hãy sống với đạo lý. Ở đây cô cứ nói cho các bạn thế này này. Chúng ta chẳng qua là yêu chúng ta nhất thôi. Không phải yêu vợ, yêu con hay yêu ai nhất đâu Là yêu mình nhất đấy mà Cái gì làm cho mình thích Thì mình sẽ phục vụ nó Có phải là yêu mình nhất không? Đúng không? Kể cả ông chồng ông đi cờ bạc hết cả tiền Nhưng mà do mình vẫn thích cái ông đấy Cho nên mình vẫn phải phục vụ đi lấy hết tất cả các thứ để trả cho ông đấy Cho nên chúng ta phải nhận diện ra là gì? Chúng ta yêu chính cái thích của chính mình chúng ta yêu đã yêu đương chính cái thích của mình còn cái đối tượng nào mà cái thích đến nó chĩa đến thì chúng ta sẽ phục vụ cái đối tượng đấy các bạn thấy đúng không cho nên chúng ta phải biết điều chỉnh cái thích của mình nó vào trong quỹ đạo đạo lý các bạn rõ chưa ạ chúng ta thích những điều trong đạo lý thì các bạn sẽ sống được một cuộc sống tốt đẹp và các bạn sẽ được hưởng hạnh phúc các bạn sẽ hiểu nguyên lý đó nhé chỉnh sửa tâm mình cho nó thật tốt nha ví dụ như là ví dụ như cô nói là cô thích một cuộc sống có đạo lý cho nên cô quyết định làm được tất cả những cái gì mà nó thuộc về đạo lý và cô thấy hạnh phúc với những điều đó các bạn có thấy đúng không chẳng qua chúng ta chỉ chưa biết cái thích của mình là gì cho nên để nó thả lỏng thôi thả rông nó thôi còn chúng ta biết điều chỉnh nó thì chúng ta cũng hạnh phúc còn hạnh phúc rất nhiều Thấy không? Thay đổi cái thích Ví dụ như là một người thích hoa hồng màu hồng Thì nhìn thấy hoa hồng màu hồng đẹp Nhưng có người thích hoa hồng màu trắng Thì nhìn thấy hoa hồng màu trắng đẹp Có phải là mình điều chỉnh cái thích không? Phải không? Thế còn cô mà điều chỉnh là Hoa hồng màu hồng là ta nên tặng vào lúc uh, Có người yêu Hoa màu trắng là ta nên tặng vào lúc này Hoa màu kia ta tặng lúc này Cô điều chỉnh cái thích Thì cái thích của cô lúc này cô sẽ là Nó trở lên thành thích cái này Các cháu thấy có phải là rõ ràng là mình Do mình điều chỉnh cái thích không? thì mọi sự hành xử của mình nó thay đổi không thay đổi cho nên chúng ta nhớ chúng ta không bị chính cái thích của chúng ta nó làm chúng ta đau khổ đâu mà chúng ta có quyền làm chủ cái thích của chúng ta được nhé cho nên các bạn hãy dùng lý trí làm chủ cái thích của mình thì cuộc đời của các bạn sẽ làm chủ được chính mình nha.